chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 10. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trà Vinh tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018. Trà Vinh sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm và các thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn nhiệm kỳ 2019-2022. Trang địa phương do đài truyền thanh huyện Cầu Kè và huyện Trà Cú thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018, đến dự có ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là trên 3.700 tỷ đồng, đạt trên 109% so với dự toán pháp lệnh và đạt trên 105% so với dự toán phấn đấu, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó có 6 trên 15 khoản thu sắc thuế thu đạt và vượt dự toán pháp lệnh. Riêng 10 tháng đầu năm 2019, ngành thuế Trà Vinh đã thu được trên 4.000 tỷ đồng, đạt trên 107% so với dự toán pháp lệnh và đạt trên 100% dự toán phấn đấu, tăng 29% so với cùng kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp cũng như ngành thuế tỉnh trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế trong thời gian qua. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh cần quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, tránh để sai sót trong công tác nộp thuế. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, ngành thuế tỉnh cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế với phương châm nhà nước chuyển từ điều hành sang phục vụ người dân và doanh nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Với các thành tích đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp lệnh thuế năm 2018, hội nghị lần này có 13 tổ chức cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và có 6 tổ chức được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen. Ngoài ra, hội nghị có 18 tổ chức và cá nhân được Tổng cục trưởng và Tổng cục thuế tặng giấy khen. Có 82 tổ chức và cá nhân được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục thuế. Sáng nay ngày 26 tháng 10, ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022, kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn ở một số địa bàn trong tỉnh. Cùng đi còn có ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đã đến kiểm tra một số địa điểm sẽ tổ chức bầu trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022, kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn ở trên địa bàn xã Hòa Ân của huyện Cầu Kè và xã Phương Thạnh của huyện Càng Long. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra về các mặt công tác chuẩn bị như niêm yết danh sách người ứng cử, cơ sở vật chất, thùng phiếu. Bên cạnh đó là kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử cùng tình hình cử tri ở các địa phương. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đánh giá cao sự chuẩn bị của các địa phương vì hầu hết đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Trong đó cần lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân đều hiểu đi bầu cử đầy đủ và bầu cử đúng theo quy định sẽ diễn ra vào ngày mai, Chủ nhật, 27 tháng 10 năm 2019. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh tổ chức họp để nắm tình hình về công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022, kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân phường xã. Theo báo cáo từ ban chỉ đạo bầu cử 10 phường xã thì công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân đến nay cơ bản đã hoàn tất đúng theo quy trình quy định. Công tác nhân sự được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, các bước hiệp thương được tổ chức đầy đủ đạt yêu cầu, không có trường hợp dư luận về nhân sự. Danh sách cử tri và thẻ cử tri được chuẩn bị chu đáo đầy đủ, đảm bảo phát tới tay cử tri trước ngày diễn ra bầu cử 27 tháng 10. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh đề nghị các đơn vị phường xã trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử cần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân với nhiều hình thức, treo cờ băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử, bố trí nơi bỏ phiếu bầu đúng theo quy định, vận động cử tri đi bầu đầy đủ đúng thời gian quy định, đảm bảo không để khiếu nại khiếu kiện xảy ra sau bầu cử. Huyện ủy Càng Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11 năm 2019.
Đến dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Trong tháng qua, huyện ủy Càng Long tập trung chỉ đạo hoàn thành các bước chuẩn bị công tác bầu cử ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022. Xuống giống vụ lúa thu đông đạt gần 99%. Đến nay, huyện đang hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Đại Phúc, Phương Thạnh, Tân An và An Trường A. Phát triển mới 28 tổ hợp tác xã nông nghiệp đạt hơn 100% kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đề nghị các cấp ủy đảng trong huyện cần tập trung chỉ đạo tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở, nhất là chọn đơn vị làm điểm chỉ đạo, tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng, giới dân, tập trung chỉ đạo ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi, tiếp tục làm tốt công tác vận động hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng theo tiến độ, tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường các hoạt động tham gia xây dựng đảng, chính quyền gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng phát triển đoàn viên, hội viên. Ngày 25 tháng 10, Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng hai phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Tại kỳ họp đã có 13 lượt câu hỏi được các ban tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chất vấn xoay quanh các vấn đề mà bà con cử tri trong huyện quan tâm, đề đạt như đề nghị các ngành chức năng huyện cần có biện pháp khắc phục tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, sớm khắc phục vỉa hè bị sụp lún ở khóm 2 thị trấn Cầu Kè, hỗ trợ cấp điện cho hộ nghèo, xem xét hỗ trợ cho những hộ chăn nuôi heo bị thiệt hại do ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo châu Phi chuyển đổi sang các ngành nghề phù hợp để đảm bảo cuộc sống. Đề nghị bố trí sắp xếp lại chỗ nơi mua bán trật tự ở khu vực chợ Cầu Kè, xem xét mở dạy bán trú tại các điểm trường mầm non trên địa bàn huyện, kiểm tra xử lý tình trạng dạy thêm học thêm trái phép. Qua các ý kiến chất vấn của các ban tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã được lãnh đạo các ngành chức năng của huyện và Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu giải trình làm rõ trên tinh thần thẳng thắn và cầu thị. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè đề nghị lãnh đạo các ngành được chất vấn cần phải có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung đã hứa, đã trả lời tại phiên chất vấn. Đối với Ủy ban nhân dân huyện cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc lãnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác nhiệm vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực được giao và có các giải pháp thật cụ thể để khắc phục kịp thời những vấn đề còn yếu kém, hạn chế liên quan đến cuộc sống dân sinh, đến sự phát triển chung của các địa phương nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của cử tri trong huyện. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 27 tháng 10 năm 2019, gần 261.000 cử tri đại diện hộ gia đình ở 756 ấp khóm trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh sẽ tham gia bỏ phiếu tại 773 tổ bầu cử để bầu chọn 756 trưởng ban nhân dân ấp khóm và các thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn nhiệm kỳ 2019-2022. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh về công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm và kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn nhiệm kỳ 2019-2022. Trước hết xin đồng chí cho biết là đến nay cái công tác chuẩn bị cho bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn trong tỉnh thì đến nay đã được triển khai như thế nào và vai trò của mặt trận tổ quốc các cấp trong cái công tác phối hợp tổ chức bầu cử ra sao? Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch liên tịch. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ cho đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, huyện, cấp huyện đã triển khai đến cấp xã, triển khai đến cấp ấp khóm trong tỉnh. Ban công tác mặt trận ấp khóm đã phối hợp với các ngành có liên quan để hoàn thành quy trình hiệp thương, như là tổ chức hội nghị hiệp thương dự kiến danh sách người ứng cử, thảo luận tiêu chuẩn, ấn định danh sách chính thức những người ứng cử,
Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ bầu cử, quyết định nhiệm vụ quyền hạn tổ bầu cử, quyết định thành lập khu vực bỏ phiếu, xác định cử tri tham gia bầu cử và niêm yết cái danh sách cử tri. Trong công tác bầu cử thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đảm nhận nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, tổ chức tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử, tham gia các tổ bầu cử và giám sát công tác bầu cử, đảm bảo việc bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm kết hợp với bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã phường thị trấn đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Ông có thể cho biết thêm là trong cái đợt bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân lần này có cái ý nghĩa như thế nào? Và trong cái đợt bầu cử lần này thì so với những lần trước đây thì nó có những cái điểm mới gì? Ngày bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm kết hợp bầu thành viên ban nhân thanh tra nhân dân xã phường là ngày hội của nhân dân trong tỉnh Tây Ninh. Cuộc bầu cử lần này nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân ở địa bàn dân cư theo pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ xã phường thị trấn và thông tư số 04 năm 2012 của Bộ trưởng Nội vụ hướng dẫn tổ chức hoạt động của ấp khóm, tạo điều kiện để cải thiện nâng cao tính hiệu quả về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Tham gia bầu cử lần này là thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ nhân dân trong xây dựng nhà nước, là thực hiện quyền cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Qua cuộc bầu cử lần này, nhân dân sẽ lựa chọn được những người nhiệt tình, có tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ấp khóm, phát huy được vai trò đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư. Bầu cử lần này có điểm mới so với lần trước là cơ cấu chức danh trưởng ban nhân dân riêng, không do bí thư chi bộ kiêm nhiệm, và chỉ bầu trưởng ban nhân dân, không tổ chức bầu phó ban nhân dân ấp khóm. Còn bầu cử ban thanh tra nhân dân thì so với lần trước là không có gì thay đổi. Ông có thể cho biết thêm là đối với những người mà ứng cử trưởng ban nhân dân ấp khóm và kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân thì phải đạt những cái tiêu chí tiêu chuẩn như thế nào? Người ứng cử trưởng ban nhân dân ấp khóm phải là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người ưu tú, có sức khỏe, có nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, bản thân và gia đình gương mẫu, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác vận động tổ chức nhân dân thực hiện tốt các việc tự quản của nhân dân ở trong cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao, và thông qua bầu cử để thực hiện bố trí trưởng ban nhân dân ấp khóm đồng thời là phó bí thư chi bộ ấp khóm. Tiêu chuẩn thứ hai của trưởng ban nhân dân ấp khóm là có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở ấp khóm nơi ứng cử. Tiêu chuẩn thứ ba là trình độ học vấn là trung học cơ sở, tức là lớp 9. Đối với những ấp khóm thuộc những xã đặc biệt khó khăn về nhân sự, vùng dân tộc, vùng xã đảo thì có thể là dưới lớp 9. Những trường hợp đó thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với ban chỉ đạo cấp huyện xem xét quyết định và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh. Và tiêu chuẩn thứ tư của trưởng ban nhân dân ấp khóm là nếu ứng cử lần đầu thì tuổi đời phải từ 21 tuổi trở lên tính tới ngày bầu cử. Còn đối với tiêu chuẩn của người ứng cử thành viên ban thanh tra nhân dân là người trung thực, công tâm, có sức khỏe, có uy tín, có hiểu biết về chính sách pháp luật, tự nguyện tham gia ban thanh tra nhân dân. Số lượng ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn thì có từ 5 đến 11 thành viên. Căn cứ vào số lượng thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã xác định số lượng thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã mà mỗi ấp khóm được bầu.
Ngày Chủ nhật 27 tháng 10 năm 2019 là ngày bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 kết hợp với bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh kêu gọi tất cả bà con cử tri thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình hăng hái tham gia đi bầu để lựa chọn những người có đủ tài đức, năng lực, uy tín, gương mẫu, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng triển khai thực hiện tốt công tác vận động quản lý xã hội ở ấp khóm, phát huy được vai trò đại diện của nhân dân ở cộng đồng dân cư, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của thầy Pháp Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Cầu Kè và Trà Cú thực hiện. Nhóm phóng viên trang địa phương do Đài Truyền thanh huyện Trà Cú và Đài Truyền thanh Cầu Kè thực hiện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào ngày mai, 27 tháng 10, cùng với cả tỉnh, Trà Cú sẽ tổ chức bầu cử chức danh trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 và kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn. Đây là đợt sinh hoạt chính trị mang nhiều ý nghĩa để Trà Cú cùng với các địa phương trong tỉnh tiến tới đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy xã thị trấn diễn ra trong đầu năm 2020. Vậy, công tác chuẩn bị bầu cử cho ngày mai được huyện Trà Cú chuẩn bị như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh huyện Trà Cú. Một trong những địa phương ở huyện Trà Cú chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm và bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn là ấp Dòng Tranh, xã Ngãi Xuyên. Theo số liệu thống kê cho thấy, hiện nay ở ấp này có 304 hộ dân. Trong này, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 50%. Cuộc sống của người dân ấp Dòng Tranh đa số sống bằng nông nghiệp. Cho vậy, công tác tuyên truyền, vận động mọi người tích cực tham gia bầu cử luôn được chính quyền địa phương quan tâm. Và chính nhờ thực hiện tốt công tác này, nên người dân đã có ý thức hơn để làm tốt nghĩa vụ của người công dân. Hôm nay tôi đại diện cho cử tri của ấp Dòng Tranh để chọn nhân sự bầu trưởng ban dân và ban thanh tra dân là cũng như là quyết tâm cho bà con đã quyết tâm chọn những người có đủ tài, đủ đức, có năng lực lãnh đạo ban dân để phục vụ tốt cho địa phương mình. Theo ban chỉ đạo bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 và kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân huyện Trà Cú, cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại 133 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 124 ấp khóm của 17 xã thị trấn, với sự tham gia bỏ phiếu của 40.284 cử tri đại diện hộ gia đình. Qua đây, sẽ bầu cử chọn 124 trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 và 135 thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn. Theo kết quả hiệp thương của các xã thị trấn, toàn huyện có 248 người tham gia ứng cử vào chức danh trưởng ban nhân dân ấp khóm đạt đủ các tiêu chuẩn theo quy định hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Trong đó có 21 nữ, có 121 ứng cử là dân tộc Khmer và có 30 người tái cử. Riêng đối với các ứng cử viên bầu ban thanh tra nhân dân xã thị trấn lần này, Trà Cú có 22 đại biểu nữ, có 63 người dân tộc Khmer và 49 người tái cử để bầu chọn 135 người trúng cử thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn. Bước đầu thì chuẩn bị về vấn đề là hiệp thương nhân sự cho cái trưởng ban nhân dân các ấp khóm. Cơ bản là chúng tôi chỉ đạo là thực hiện đã xong. Và kèm theo đó cũng hiệp thương là chọn cử ra thanh tra nhân dân đợt này. Vấn đề thứ hai nữa là xung quanh cái công tác mà thực hiện cái công đoàn kế tiếp là chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện cái rà soát danh sách cử tri và tới thời điểm này chúng tôi đã tổ chức niêm yết cử tri, danh sách cử tri ở các trụ sở nhân dân ấp khóm mà đảm bảo đạt yêu cầu và đúng theo quy định luật định. Vấn đề thứ ba là chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về vấn đề nghiệp vụ thì cơ bản kiểm tra tốt các cái nơi điểm toàn huyện Trà Cú là có 133 điểm bỏ phiếu thì cơ bản thì ổn.
về kể cả về cơ sở vật chất, kể cả về cái các phương tiện khác. Đặc biệt nhất là vấn đề an ninh trật tự, thì chỉ đạo cho ngành lực lượng vũ trang cũng như là các cơ quan chuyên môn của huyện đi đến đó để mà đảm bảo thực sự tốt về an ninh chính trị cũng như là an ninh trật tự địa phương, làm sao để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bầu cử trong thời gian là ngày 27 để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 29 này. Ông Giang Rani, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo cuộc bầu cử lần này ở huyện Trà Cú cho biết thêm, phương thức bầu cử lần này là mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu, nên người đại diện cần nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để phát huy quyền làm chủ của mình, bầu chọn trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 và bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn trong ngày 27 tháng 10 đạt kết quả yêu cầu đề ra. Thưa quý vị, tại huyện Cầu Kè, trong những ngày này cũng đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 và bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn diễn ra vào ngày mai. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của trên, sau khi sáp nhập, hiện nay huyện Cầu Kè còn 67 ấp khóm. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022, sau khi hiệp thương các xã thị trấn trong huyện đã giới thiệu 134 người ra ứng cử để bầu lấy 67 người vào chức danh trưởng ban nhân dân ấp khóm và giới thiệu 97 người bầu tín nhiệm vào thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn. Trong tổng số các ứng cử viên ra ứng cử trưởng ban nhân dân ấp khóm lần này, trên địa bàn huyện Cầu Kè có 26 ứng cử viên có trình độ đại học, 17 ứng cử viên có trình độ trung cấp và sơ cấp, còn lại đều có trình độ học vấn từ lớp 9 trở lên và có gần 15% là ứng cử viên nữ, có 26% là ứng cử viên người dân tộc Khmer. Đây là những người có trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức được lựa chọn từ cơ sở, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong nhiệm kỳ mới 2019-2022. Bầu cử lãnh đạo của ấp, trưởng ban dân ấp là cái cuộc hết sức là quan trọng. Bởi vì mình chọn những người có tài, có đức, biết lo cho nhân dân, để phục vụ cho nhân dân. Nên tới ngày 27 tháng 10, tôi cũng phải trực tiếp đến điểm bầu cử để chọn lựa những người xứng đáng để mình bầu vào làm trưởng ban nhân dân ấp để phục vụ cho nhân dân. Dự kiến trong đợt bầu cử lần này, toàn huyện Cầu Kè có trên 31.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình đi bỏ phiếu. Để giúp cho bà con cử tri thuận tiện trong việc bầu cử, huyện đã chỉ đạo thành lập 69 tổ bầu cử ở 67 ấp khóm. Hầu hết các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại các khu đông dân cư, nhà văn hóa ấp khóm nhằm giúp cho bà con cử tri tiện lợi trong việc đi bỏ phiếu. Ngoài ra, tại các khu vực bỏ phiếu còn niêm yết danh sách cử tri, tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên để cử tri đến tìm hiểu, cân nhắc lựa chọn những người có đức, có tài, uy tín, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội, giải quyết công việc cho nhân dân trong ấp khóm, cũng như thực hiện tốt việc vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Tới ngày bầu cử sắp tới thì chúng tôi đây là cử tri, thì bản thân cũng như là những các hội dân lân cận thì sẽ cố gắng vận động bà con mình đi, thì bầu cử cho nó sớm, cho nó suôn sẻ, rồi để chọn được những đại biểu là sau này lo cho cái cộng đồng dân cư để mà phát triển kinh tế cho nó bền vững hơn. Để công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, Ban chỉ đạo bầu cử phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử, chỉ đạo lập và niêm yết đầy đủ danh sách ứng cử viên và cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, nhận và cấp phát đầy đủ các tài liệu, vật tư phục vụ cho cuộc bầu cử. Đồng thời chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra được an toàn. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt từ khâu ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho đến việc hiệp thương nhân sự, tập huấn nghiệp vụ và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Ngoài ra thì chúng tôi còn tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến tận người dân, làm sao cho người dân thấy được tầm quan trọng của công tác bầu cử lần này, để họ tích cực đi bầu, lựa chọn những người có đức, có tài, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần chuẩn bị tích cực đó, tin rằng công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2019-2022 và bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn trên địa bàn huyện Cầu Kè vào ngày mai sẽ thành công tốt đẹp.
cử tri sẽ bầu được những trưởng ban nhân dân ấp khóm và ban thanh tra nhân dân xã thị trấn thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trang địa phương do Đài truyền thanh huyện Trà Cú và Đài truyền thanh Cầu Kè thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.